Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú đại diện phủ thờ, kính thưa quý ông bà cô bác cùng tất cả chư đồng đạo, chư quý vị có mặt kính mến. Kính thưa chư quý vị, hôm nay là kỷ niệm ngày tiên thường cho ngài Thanh Sĩ, cũng là kỷ niệm năm thứ hai bà Tư qua đời. Trong buổi lễ tiên thường kỷ niệm hôm nay, chúng ta dâng chai phẩm cầu nguyện trên tâm bảo và nhân đây chúng ta cầu nguyện cho bà Tư một lần. Vậy trong buổi cầu nguyện hôm nay, để có phần thống nhất, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại hẹn làm sứ ngôn đọc lại cách cầu nguyện cho có phần thống nhất. Vậy xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đại diện cho phụ thờ, và kính thưa các bậc nhân sĩ trí thức, và kính thưa quý ông bà cô bác cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão là ngày cúng tiên thường kỷ niệm của ngài Thanh Sĩ. Chư đồng đạo gần xa trở về đây trong tâm trạng phấn khởi và lòng kính trọng, tưởng nhớ đến bậc tiền nhân, một bậc đã hết mình vì đạo pháp tổ thầy. Giờ phút này chúng ta không chỉ nhớ đến sự ra đi của một linh hồn lớn, mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị cao quý về trí tuệ và những hành động nhân ái của ngài Thanh Sĩ. Ngài đã dành cả cuộc đời mình để truyền bá thông điệp học Phật tu nhân, định huệ kim hành của Đức Thầy khai sáng. Với những gì ngài đã để lại cho chúng ta hết sức là ý nghĩa, tri thức, hầu áp dụng thực tế vào cuộc sống hàng ngày, trợ trưởng chúng ta trên con đường tu học. Trong những tháng năm qua, các thế hệ đi trước đã tiếp tục làm tròn bổn phận mình, luôn sống trong tình thương hòa hảo đạo đồng theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân. Trong buổi lễ tiên thường này, chúng tôi xin thay mặt quý cô chú trong phủ thờ kính lời cảm ơn đến toàn thể chư quý vị đồng đạo về đây tham dự buổi lễ, và có điều chi thiếu sót xin chư đồng đạo lượng thứ bỏ qua cho. Xét thấy buổi cúng có phần đông người, muốn cho thống nhất trên nghi thức lễ bái, chúng tôi tạm làm xuống ngôn đọc lại văn nguyện cho có phần thống nhất, mong quý vị quan hỷ. Và chương trình cầu cúng gồm có những tiết mục như sau. Trước hết, xá trình ba ngôi thờ. Thứ đến, dâng chai phẩm lên ngôi cửu quyền thất tổ, mời hương linh ngài Thanh Sĩ và bà Mười và cô Tư Diệu về thọ thực. Cầu nguyện cho ngài Thanh Sĩ một lần mặc niệm, cầu nguyện cho cô Tư Diệu một lần. Nghi thức xá ba ngôi kết thúc buổi lễ, con hướng về bàn thờ ngài Thanh Sĩ, bà Mười tưởng niệm. Vậy chương trình đã được thông qua để bắt đầu vào phần chánh cúng. Kính mời chư quý vị thân tướng trang nghiêm hướng về ngôi cửu quyền thành kính kỉnh lễ xá ba xá. Mời quý vị hướng lên ngôi tam bảo Đức Phật Đức Thầy thành kính kỉnh lễ xá ba xá. Mời quý vị đồng xây dời ngôi thông thiên phía trước, hướng dời ngôi thông thiên đồng kỉnh lễ xá ba xá. Phần xá trình ba ngôi thờ đã qua, đến phần dâng chai phẩm, mời quý vị đồng xây dời bên trong, hướng đối diện với bàn thờ cửu quyền thành kính kỉnh lễ xá ba xá. Nơi nào có vị trí quỳ được, kính mời quý vị quỳ xuống, còn nếu không thì đứng. Chúng ta đồng nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Chiều hôm nay ngày 25 tháng Chạp niên Quý Mão là ngày cúng tiên thường kỷ niệm cho người quá cố. Giờ thọ thực đã đến, chúng con cung thỉnh cửu quyền thất tổ và hương linh ngài Thanh Sĩ, bà Mười và cô Tư Diệu về nhận phần chai phẩm, để chứng minh tấm lòng của con cháu phủ thờ và chư đồng đạo đồng dân cúng. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đảnh lễ, thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi
đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, và đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn lại đã xong, mời quý vị đứng lên xá ba xá. Tiếp đến chúng ta sẽ cầu nguyện cho Ngài Thanh Sĩ một lần. Mời quý vị hướng lên ngôi Tam Bảo xá ba xá và quỳ xuống và đồng chắp tay lên trán, phúc mặt niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, mời quý vị thành kính lễ bái, thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn lại đã xong, mời quý vị đứng lên xá ba xá. Và tiếp đến chúng ta sẽ cầu nguyện cho cô Tư Lê Thị Diệu một lần. Mời quý vị hướng lên ngôi Tam Bảo xá ba xá và có vị trí cung thỉnh đồng quỳ xuống và đồng chắp tay lên trán nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Lê Thị Diệu, nhờ ơn Đức Phật Đức Thầy từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên xá ba xá. Thưa quý vị, phần cúng dâng chay phẩm cầu nguyện đã xong, để trở lại cái phần nghi thức bế mạc. Mời quý vị hướng về ngôi Cửu Quyền xá ba xá. Mời quý vị hướng lên ngôi Tam Bảo Đức Phật Đức Thầy thành kính kính lễ xá. Và mời quý vị đồng xây về ngôi Thông Thiên. Hướng về ngôi Thông Thiên đồng kính lễ xá ba xá. Và mời quý vị đồng xây về bên trong để chúng ta trước hết mời quý vị hướng về bàn thờ của Ngài Thanh Sĩ một phút tưởng niệm, một phút tưởng niệm bắt đầu. Dạ thưa, thôi mời quý vị xá ba xá. Tiếp theo mời quý vị hướng về bàn thờ của bà Mười xá ba xá và một phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua, mời quý vị đồng xá ba xá. Kính thưa chư quý vị, chương trình cúng tiên thường kỷ niệm cho Ngài Thanh Sĩ đến đây đã xong. Cung thỉnh chư quý vị giải y tự tiện và ngồi vào những chiếc bàn để dùng cơm thân mật với ban tổ chức. Vệ sinh trân trọng kính mời.